Chị Google xin chào các bạn. Đừng quên đăng ký theo dõi nhà nhện nhé. Ui, Google á, chỉ thuê những đứa thực tập sinh từ những trường top thôi, như Ivy League chẳng hạn. Hoặc GPA phải cực kỳ cao, cao ngất ngưởng luôn. Hay là CV phải cực đỉnh, thì may ra. 90% thực tập sinh của Google là toàn trên năm 2 đó cậu ơi. Năm nhất như tụi mình thì làm gì có cửa đâu. Năm ngoái, anh có xem thống kê, thì trên toàn Canada họ chỉ chọn ra có 10-15 người cho mỗi kỳ thực tập thôi à. Chưa kể là trung bình mỗi trường đại học, họ chỉ chọn ra có 2 người là cao nhất. Và thế là con bé năm nhất lon ton đi chạy nộp đơn vào Google. Cơ mà khoan, trước khi kể chuyện thì phải giới thiệu một chút chứ nhỉ? Xin chào, mình là Scarlett, 18 tuổi và hiện đang học tập tại University of British Columbia tại Canada. Và đây đã là năm thứ 5 của mình trên đất nước lạ phong này rồi. Mục đích của bài viết này là để ghi lại toàn bộ quá trình từ nộp đơn cho đến phỏng vấn của mình vào Google. Chuyện thì cũng không quá đặc biệt, nhưng trong thời gian vừa rồi, mình đã khám phá ra khá là nhiều điều hay ho về công ty này, thế nên cũng muốn chia sẻ lại cho mọi người. Ok, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Google thường bắt đầu mở đơn tuyển internship hàng năm vào giữa tháng 9. Với lượng người nộp thường đông khủng khiếp, theo những gì mình tìm hiểu được thì trong năm 2018, họ đã nhận tận 125.000 hồ sơ từ khắp nơi trên thế giới, nhưng chỉ có tầm 1/3 trong số đó là nhận được lời mời phỏng vấn. Và cuối cùng thì chỉ còn lại 3.000 người nhận được offer mà thôi. Và trong năm 2019, con số này thậm chí còn tăng mạnh hơn vì ngành Computer Science, Computer Engineering đang là một trong những ngành hot nhất với vô số công nghệ nổi lên, được mọi người thường nhắc đến mọi lúc mọi nơi như Deep Learning, Blockchain, Quantum Computing, vân vân và mây mây. Ngay cả ở khối năm nhất như tụi mình, khi chưa ai được chọn chuyên ngành cả, thì hầu như đứa nào cũng chỉ tăm tia vào những vùng đất màu mỡ này. Bạn bè của mình thì đứa nào cũng hăng hái đi giải CV ở khắp mọi nơi, trung bình chắc phải tầm cỡ 50-70 công ty gì đấy. Còn mình thì mình lười, thế nên mình chỉ đọc mỗi Google mà thôi. Càng tìm hiểu thì mình càng thấy quá trình tuyển nhân sự của các công ty lớn rất là kỳ công. Ví dụ, để giải quyết vấn đề nhận được một lượng hồ sơ lớn như thế hàng năm, họ phải dùng tới một hệ thống tự động hóa quá trình lọc CV với một số keyword nhất định nhằm loại bỏ những CV rác hoặc là những người không đủ tiêu chuẩn ngay từ vòng đầu tiên. Môi trường cạnh tranh khốc liệt khiến đa số những thành phần đến sau vừa mới nộp đơn xong còn chưa kịp nhấc mông đi phỏng vấn thì đã bị báo là hết chỗ. Ngoài ra, mặt bất lợi nhất đối với mình có lẽ là việc hồ sơ của những đứa năm nhất sẽ auto bị đẩy xuống chót của cái danh sách xét tuyển, nhường vị trí cao hơn cho những anh chị năm 2, năm 3, năm 4, aka những người có nhiều năm kinh nghiệm hơn hẳn. Và thậm chí, ở trong những post tuyển dụng, Google thông báo thẳng là họ sẽ không xét đơn của những sinh viên năm nhất cho tới tận tháng 12. Thế là mình chỉ còn mỗi cách là cải tiến CV cho thật là tốt, rồi hỏi thăm một anh bạn lập trình viên bên Toronto để xin góp ý giúp. Và nộp đơn sớm nhất có thể. Tầm 3 ngày sau khi application mở, ngày 18 tháng 9 năm 2019, mình đã nộp đơn vào Google. Lúc mới nộp thì mình nghĩ là cái CV của mình được ngó qua một chút thôi là đã vinh dự lắm rồi. Chắc kiểu sẽ phải chuẩn bị tâm lý là đợi đến tháng 12 để nghe thông báo bị từ chối là vừa. Đâu ngờ, 3 ngày sau, mình nhận được email từ một cô tuyển dụng cực kỳ xinh đẹp nhắn nhủ là: "Chúc mừng em đã được chọn cho buổi phỏng vấn. Em có 4 ngày nữa cho đến lúc đó. Trước khi phỏng vấn thì ký cho cô tầm 10 trang tài liệu với cả vài cái đơn NDA này trong thời gian sớm nhất có thể nhé. Chúc em may mắn." Về tâm trạng của mình lúc đó, đương nhiên là rất là vui. Nhưng mà thú thật thì cái khoảng thời gian gấp gáp như vậy khiến mình nhanh chóng trở nên hốt hoảng thì đúng hơn. Bình thường thì người ta chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn cũng phải tới nửa tháng đến một tháng. Với những công ty lớn thì phải dành tới vài tháng, thậm chí là tính theo năm luôn. Và mình chỉ có vẻn vẹn 4 ngày. Technical interviews là loại phỏng vấn phổ biến nhất trong giới lập trình, xoay quanh những câu hỏi nhằm đánh giá kiến thức và kỹ năng chuyên môn của bạn qua cách tiếp cận và giải quyết những vấn đề khó. Dựa vào trình độ của bạn, người phỏng vấn sẽ đưa ra những câu hỏi có độ khó khác nhau và ứng cử viên sẽ phải cốt giải pháp lên một cái bảng trắng ngay tại chỗ, hoặc trong trường hợp của mình là vừa giải thích qua điện thoại vừa cốt trên một cái share Google Docs. Và trong vẻn vẹn 4 ngày, mình đã phải đi tìm tòi và ôn những thứ mà mình sẽ học trong 4 năm tới. Mình còn tìm hiểu được Google còn là một trong những công ty coi trọng nhất về khả năng mở rộng và độ tối ưu trong một hệ thống,
khiến cho những câu hỏi của họ nổi tiếng là khó, đòi hỏi một phản ứng thật nhanh nhẹn với các thuật toán, phương trình được đưa ra và một người phải hiểu rõ độ phức tạp của thời gian và không gian của các đoạn code mà họ viết, rồi từ đó tối ưu hóa ra các câu trả lời tốt nhất dựa trên bối cảnh. Tuy nhiên, bấy nhiêu thôi thì vẫn chưa đủ. Ứng viên còn vừa phải tư duy, vừa phải truyền đạt suy nghĩ của mình cho người phỏng vấn. Và đây mới chính là yếu tố cốt lõi cho một buổi phỏng vấn thành công, đó chính là kỹ năng giao tiếp. Thường những câu hỏi sẽ bị xáo trộn và thiếu mất đi rất nhiều mảnh thông tin quan trọng. Và công việc của một ứng cử viên tốt là liên tục hỏi người phỏng vấn cho tới khi nào nắm thật rõ đề bài thì thôi. Và cơ bản thì sẽ theo 5 bước như trên. Mình đã đâm đầu vào học gần như là xuyên ngày xuyên đêm cho sự kiện này, với sự giúp đỡ của các platform quen thuộc về lập trình như là LeetCode, HackerRank. Thậm chí mình còn nhờ vài người bạn giúp mình mô phỏng lại buổi phỏng vấn để mình quen hơn với kiểu vừa nói vừa động não liên tục. Và rồi cuối cùng thì ngày phỏng vấn cũng đã tới. Ngày 1 tháng 10 mình có 2 buổi phỏng vấn trên điện thoại kéo dài 2 tiếng đồng hồ liên tục. Mỗi buổi sẽ có một anh lập trình viên Google được chọn ngẫu nhiên từ khắp nơi trên nước Mỹ để phỏng vấn mình. Lúc đó đã có con bé lo lắng đến nỗi mà phải dành ra tận 30 phút trước khi phỏng vấn chỉ để ngồi hít thở thật sâu, trấn an bản thân, tạm bỏ tất cả những cảm xúc vụn vặt sau lưng và tập trung hết sức lực vào những gì xảy ra sắp tới. Cố lên, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. May mà hai anh lập trình viên phỏng vấn mình ai cũng dễ thương, ai cũng thân thiện, làm cho tâm lý của mình được giải tỏa hơn siêu nhiều luôn. Ở buổi phỏng vấn đầu tiên, mình được hỏi về công nghệ mà mình đang yêu thích nhất là gì, nhằm mục đích làm nóng người một chút. Và ngay sau đó là đi thẳng vào câu hỏi lập trình, không một chút câu nệ tiểu tiết. Khi nhận được đề bài, việc mình làm đầu tiên là làm sáng tỏ đề bài bằng cách đặt thật nhiều câu hỏi và suy nghĩ thấu đáo về những trường hợp cá biệt, để rồi tiếp cận vấn đề bằng cách giải nguyên thủy nhất để thiết lập một điểm bắt đầu. Cái việc phải liên tục nói ra suy nghĩ của mình khiến một tiếng trôi qua rất nhanh chóng. Một yếu tố chiếm khá thời gian nữa là mình phải liên tục nghĩ cách nâng cấp cốt ở phiên bản hiện tại chạy nhanh hơn và tốn ít dữ liệu hơn. Đặc biệt ở chỗ là cứ mỗi khi mình gần hoàn thành đến nơi, anh phỏng vấn lại thêm vào một vài vấn đề nhỏ để tăng độ thú vị, nên mình chỉ đành cười khổ và cố gắng giải tiếp. Tầm 5 phút cuối buổi, mình đã được hỏi anh đủ thứ về Google và nghe anh kể vài câu chuyện thật hay ho khiến mình vui đến nỗi cứ cười toe toét suốt, vì đâu phải lúc nào cũng có vinh dự được nói chuyện với kỹ sư Google đâu. Trong buổi phỏng vấn thứ hai cũng gần giống như vậy, chỉ có điều là lần này thay vì được luyên thuyên chém gió về công nghệ, anh phỏng vấn đưa ngay cho một đoạn code dài vắt hoảng. Và rồi anh hỏi mình, đây là phần code writing, em có biết khái niệm về promise trong lập trình không? Nếu không thoải mái thì anh có thể đổi câu hỏi. Dạ em không biết, mặc dù cũng có nghe qua nhưng mà chưa dùng bao giờ, nhưng mà em cũng không ngại học cái mới đâu, anh có thể giải thích sơ qua cho em khái niệm được không ạ? Em muốn thử sức xem sao. Thế là tầm 3 phút tiếp theo mình phải học một kiến thức mới toanh ngay tại chỗ và dùng nó để áp dụng cho đoạn code bên trên để viết ra kết quả là gì. Lần đầu tiên nhìn câu hỏi mình hoang mang kinh khủng, không biết đoạn code đang cố gắng làm gì nên thấy khó khăn vô cùng. May mà bình tĩnh lại được ngay sau đó, ngẫm nghĩ tầm vài phút sau thì mình nhìn ra được cốt lõi vấn đề và viết ra đáp án đúng luôn. Anh phỏng vấn chắc cũng bất ngờ, đã thốt lên bingo và bật cười vui vẻ, bảo không ngờ là mình học nhanh như thế. Sau đó thì quá trình giải câu hỏi cũng xảy ra tương tự như buổi phỏng vấn đầu tiên, chỉ khác là mức độ khó cao hơn, nhưng may mắn là mình vẫn ra kết quả trong thời gian cho phép. Kết thúc hai cuộc phỏng vấn, mình liền gục xuống bàn, còn tay chân thì buồn rùn hết cả lên. Trải nghiệm kiểu này vui và căng hơn nhiều so với dự đoán ban đầu, nhưng chung quy lại thì nó vẫn vô cùng quý báu đối với mình, và mình cảm thấy rất biết ơn khi đã có một cơ hội hiếm hoi có thể đưa mình đi xa tới như vậy. Thật lòng mà nói thì đây là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời mình trải qua luôn. Theo tất cả những cái gì mà mình tìm hiểu được thì sau buổi phỏng vấn, người phỏng vấn sẽ phải điền một cái đơn rất là dài và cực kỳ chi tiết về ứng cử viên và gửi lại cho recruiter sớm nhất có thể. Thường thì quá trình này sẽ mất khoảng 2-3 ngày và một khi nhận được thì recruiter sẽ bắt đầu soạn thảo, sắp xếp lại tất cả những thông tin của ứng cử viên vào một cái packer và đưa nó xuống dưới cùng của danh sách ứng cử viên đang cần được duyệt. Mỗi tuần, hội đồng tuyển dụng sẽ có một buổi họp để xét duyệt một lô tầm 7-10 ứng cử viên cho tuần đó và quyết định xem có đi tới offer hay là không. Quá trình diễn ra như sau. Trước cuộc họp 1-2 ngày, tất cả tài liệu về lô ứng cử viên của tuần đó sẽ được đưa lên hệ thống và gửi email kèm link về hồ sơ của từng người tới mọi thành viên trong hội đồng. Một khi nhận được email, mỗi thành viên trong hội đồng sẽ phải đưa ra một đánh giá chung chung là thuê hay không thuê, mặc định một điểm số mà họ cho là phù hợp từ 1-4. Và để được nhận, thì ứng cử viên cần phải đạt số điểm trung bình từ 3 trở lên.
Sau đó thì mỗi người trong hội đồng sẽ phải viết một nhận xét chi tiết về mỗi ứng cử viên. Và để khách quan nhất có thể thì mọi thứ được thực hiện trên một hệ thống một cách độc lập và ẩn danh cho thời gian này. Từ ngày họp, recruiter sẽ chiếu một picker của từng ứng viên lên một màn hình lớn và lúc này tất cả những đánh giá, điểm nhận xét độc lập của từng thành viên trong hội đồng sẽ được công khai cùng với hồ sơ nguyên bản của ứng viên. Thường thì 2/3 trong số ứng cử viên sẽ nhận được số điểm tương đối gần nhau từ những thành viên trong hội đồng. Thế nên trong buổi họp, hội đồng sẽ có những quyết định nhanh chóng về các đối tượng này là họ muốn nhận hay là không. Còn đối với những ứng cử viên nhận được nhiều ý kiến trái chiều thì hội đồng sẽ dành nhiều thời gian hơn để phân tích và lắng nghe ý kiến từ mọi phía. Có 4 mảng chính cần được đánh giá cho một ứng cử viên. Thứ nhất là về khả năng phân tích và giải quyết vấn đề. Điều này sẽ được thể hiện qua buổi phỏng vấn. Thứ hai là kinh nghiệm làm việc, kỹ năng viết code và kinh nghiệm trong quá khứ. Thứ ba là khả năng lãnh đạo, tự biết phải làm gì khi không có nhiều chỉ dẫn từ cấp trên. Và cuối cùng, thứ tư, Googleliness, sự phù hợp về văn hóa. Trong trường hợp mà hội đồng vẫn không thể đưa ra quyết định sau khi họp thì sẽ có 2 hướng giải quyết như sau. Thứ nhất là xếp thêm một buổi phỏng vấn nữa để có cái nhìn toàn diện hơn về ứng cử viên. Thứ hai là từ chối thẳng. Trường hợp 2 thì sẽ phổ biến hơn bởi vì Google có một văn hóa cực kỳ nặng về fails positive, có nghĩa là thả lỡ người giỏi còn hơn là thuê nhầm người tệ. Điều đó khiến cho hội đồng quan niệm về việc phân vân đồng nghĩa là không nên thuê. Sau buổi họp thì sẽ có kết quả ngay lập tức. Và lúc đó, recruiter sẽ bắt đầu gọi và gửi email thông báo cho ứng cử viên về quyết định của hội đồng. Cho dù được nhận hay là bị từ chối thì ứng cử viên vẫn sẽ nhận được một cuộc gọi. Và kết quả là ngày 22 tháng 10, đúng 3 tuần sau ngày mình phỏng vấn, mình đã nhận được cuộc gọi từ cô tuyển dụng thông báo là mình đã trúng tuyển vào kỳ thực tập sinh của Google. Lúc đó mình không thể tin nổi vào tai mình luôn, cứ đứng đờ ra một lúc, mọi chuyện cứ như giấc mơ vậy. Trời ơi, quyền lợi của Google dành cho sinh viên thì thực sự là tốt quá sức tưởng tượng luôn. Mình được trả lương, tiền nhà và tiền ăn sẽ được bao hết bởi công ty. Và tuần đầu tiên sẽ được qua New York trải nghiệm một tuần orientation với chỗ ở và vé máy bay được cung cấp đầy đủ. Ngoài ra ở Google còn có những thứ như gym, hồ bơi, dịch vụ massage, xe đạp, xe hơi cũng đều miễn phí cho nhân viên. Họ còn có một đội chuyên thiết kế trải nghiệm cho internship để đảm bảo thực tập sinh sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong mùa hè như đi xem phim, đấu bóng rổ hoặc đi ăn cùng nhóm thực tập. Cô nhân sự còn bảo mình sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ và học hỏi những kỹ sư lâu năm trong ngành qua những bài giảng và workshop dành riêng cho thực tập sinh vào hè năm sau. Sau khi ký hợp đồng xong hết thì mình sẽ ở giai đoạn chờ phỏng vấn để chọn dự án làm việc trong 3 tháng hè năm tới. Chỉ trong vẻn vẹn có 1 tháng thôi mà đã có rất nhiều chuyện xảy ra, mình cũng đã học được rất nhiều thứ trong thời gian này. Nó cũng phần nào chứng minh được rằng không cần phải học trường quá cao siêu hay là thiên tài, thiên bẩm gì thì mới được nhận vào Google. Tất cả những ai biết mình trước đó thì đều biết rằng mình là một đứa cực kỳ bình thường, học hành cũng chẳng phải tốt này tốt kia hay thông minh xuất chúng gì cả. Đã vậy, xuất phát điểm còn muộn hơn so với bạn cùng lứa. Mình đã nỗ lực rất là nhiều, thế nên thành công lần này một phần là do nộp sớm và chuẩn bị kỹ, một phần là kinh nghiệm làm việc của mình trước đó, và chắc chắn là không thể thiếu một phần là may mắn. Và mình thì cũng không rõ là yếu tố may mắn đã chiếm bao nhiêu phần trăm, nhưng có một điều mình chắc chắn là nếu như mình sợ lúc đầu và tự ti rụt lại thì sẽ không có bài này ở trên đây cho mọi người đọc đâu. Nếu các bạn thích nội dung lần này thì đừng quên like, share, subscribe cho kênh của chúng mình và nhấn chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video mới nhất nào nhé. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spydom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.